Xin chào tất cả mấy chị luôn. Thì sorry mấy chị nha, là hôm nay là do mạng trục trặc một xíu cho nên là tụi em like hơi trễ một xíu nha. Rồi thì hôm nay luôn thì em cũng sẽ chơi những cái chương trình bán đầm rất là rẻ luôn, chỉ có 45k thôi, 49.000 thôi cho 10 chị đầu tiên nha mấy chị nha. Rồi hello tất cả các chị luôn, chị nào mà có ở trong livestream á thì mình nhớ comment lên á để cho em biết là mấy chị có ở trong livestream nha. Chị nào mình ở trong livestream thì nhớ comment lên cho em biết nha mấy chị ơi. Rồi hiện tại là em thấy rất là ít chị vào rồi, thì những chị nào mà đã vào rồi mình nhớ là chia sẻ giúp em nha. Mình chia sẻ giúp em trên 5 nhóm và sau đó là mình vào lại livestream comment là 49k phải chống tên của mình nha. Hello chị Ngọc Lan, hello chị Phương Ni, hello tất cả các chị ở trong livestream luôn. Hello chị Linh Huỳnh nè, hello chị Phượng Bích, hello chị Trần Thắm nè, hello tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay luôn. Mấy chị ơi, không biết là có chị nào là mình muốn được mua đầm với giá 49k không ha mấy chị ơi. Chị nào mà được muốn mua đầm với giá 49k thì nhanh tay vào livestream với tụi em nha. Thì bây giờ luôn em sẽ công bố hệ lệ luật chơi nha, là mình vào mình chia sẻ giúp em vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân của mình giúp em. Chia sẻ vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân của mình giúp em. Sau đó mình là vào lại livestream comment giúp em là 49k khoảng trống tên của mình nha mấy chị nha. 49k khoảng trống tên của mình giúp em nha. Thì một lát nữa em sẽ lướt livestream là một chọn ra 10 chị may mắn đầu tiên ở trong livestream sẽ mua đầm với giá là 49k cho mình. Cho nên là mình nhanh tay nha mấy chị ơi. Em sẽ chọn ưu đãi cho 10 chị đầu tiên mua đầm với giá 49k. Cho nên là chị nào mà mình vào livestream rồi thì mình nhớ là chia sẻ giúp em nha. Hello chị Miền Nguyễn nè, hello chị Nguyễn Linh. Rồi thấy chị Thu Hà vào chơi liền ha. Sáng này là chị Thu Hà trúng được một cái đầm luôn đúng không chị ơi. Rồi chị nào may mắn thì mình sẽ được trúng đầm, cho nên là mình nhanh tay. Chị nào muốn mua đầm với giá 49k thì mình nhanh tay nha. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ giúp em là chia sẻ giúp em vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân nha. Chia sẻ giúp em vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân của mình giúp em nha mấy chị nha. Em thấy chị Thu Minh nha, hello chị Ngọc Trần, hello tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay luôn ạ. Rồi cái đầm đầu tiên luôn em sẽ bán với giá 49k cho một chị nào may mắn đầu tiên ở trên livestream nha. Em sẽ bán với giá 49k cho chị nào may mắn đầu tiên ở trên livestream luôn. Cho nên là bây giờ mấy chị ơi, mình nhanh tay mình muốn mua đầm với giá rẻ 49.000 thì mấy chị nhanh tay vào livestream giúp em nha. Rồi, nhanh tay nha mấy chị nha. Thì bây giờ hiện tại là em mới thấy có 80 mấy lượt chia sẻ thôi, mà ở đây là 100 chị xem rồi thì lẽ ra là 500 lượt chia sẻ hơn rồi. Mà hiện tại là chị mới có thấy 100 mấy lượt chia sẻ thôi là rất là ít. Chị nào mà không chia sẻ em sẽ không tặng không bán đầm với giá 49k cho mình đâu nha mấy chị nha. Không chia sẻ không bán đầm với giá 49k. Rồi đây là mẫu đầm đầu tiên luôn, cực kỳ xinh, cực kỳ sang luôn cho mình nha. Rồi, không biết là ai sẽ là người, chị nào sẽ là may mắn sở hữu cái đầm này với giá 49k ha mấy chị ha. Không biết chị nào sẽ là chị sở hữu cái đầm này với giá 49k. Thì bây giờ mấy chị giúp em là chia sẻ giúp em vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân nha. Chia sẻ giúp em vào 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân giúp em nha. Rồi hiện tại là cái đầm đầu tiên em sẽ lướt nha. Bây giờ em sẽ lướt, không biết là chị nào là người may mắn nha. Rồi hiện tại là chị nào mà chia sẻ giúp em trên 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân thì bên em mới ưu đãi cho mình nha. Còn không là bên em sẽ không bán với đầm với giá 49k đâu. Rồi chị may mắn đầu tiên nha, bây giờ em sẽ lướt nha. 10, 5, 5, 4, 3. Chị Miền ơi, chị Miền Nguyễn, chị nè ha, mình không có lại chúng, mình không có trúng đầm cho nên là mình đừng có để lại số điện thoại. Chị nào mà để lại số điện thoại bên em hủy lượt chơi luôn. Mình chỉ cần để lại giúp em 49k khoảng trống tên của mình nha. Nãy giờ nhiều chị comment có 49k không mà là không có được nha. 49k khoảng trống tên của mình nha. 49k khoảng trống tên của mình. 350 còn nha chị Phương Trần ơi, 350 còn nha. 49k khoảng trống tên của mình. Chị nào mà không có tên của mình bên em cũng sẽ không tặng đầm luôn nha. Chị nào comment có 49k không là không ai tặng đầm đâu, phải đúng thể lời luật chơi nha. 49k khoảng trống tên của mình nha mấy chị nha. Rồi 5 4 3 2 1. Rồi, chị may mắn đầu tiên á là chị là Thu Hà. Rồi, chị Thu Hà ha. Rồi, sáng chúng giờ cũng chúng nữa nha. Rồi, tại vì chị Thu Hà chia sẻ rất là nhiều và comment rất là nhiều luôn. Rồi. Rồi, chị Thu Hà nha. Rồi, chị Thu Hà để lại giúp em số điện thoại khoảng trống S09 nha chị Thu Hà ơi. Số điện thoại khoảng trống S09 nha. Rồi, mấy chị ơi, mình nhanh tay nha. Mấy
chị ơi, mình comment liên tục giúp em thì mình là người may mắn rất là cao. Rồi, 49k khoảng trống tên của mình, chị nào không có tên không được áp dụng nha. Rồi bây giờ là tiếp theo một cái đầm, tiếp theo nữa là một cái đầm suông nha mấy chị nha. Tiếp theo nữa là một cái đầm suông. Mình chỉ cần chia sẻ giúp em trên ba nhóm. Chia sẻ giúp em trên ba nhóm và hai lần vào trang cá nhân nha. Chia sẻ ba nhóm và hai lần vào trang cá nhân nha mấy chị ơi. Rồi nhanh tay nè mấy chị ơi. Hiện tại là tiếp theo là một cái đầm của bà mẫu đang chuẩn bị hay ra nha, cực kỳ xinh luôn. Em thấy chị Phượng Phương Nguyễn nha. Rồi tiếp theo là một mẫu đầm của bạn mẫu đang mặc cực kỳ xinh luôn. Rồi 49k cho chị kế tiếp nha, nhanh tay nè, để lại giúp em số để lại giúp em là 49k khoảng trống tên của mình nha. 49k khoảng trống tên của mình, chia sẻ giúp em vào ba nhóm và hai lần vào trang cá nhân nha. Chia sẻ vào ba nhóm và hai lần vào trang cá nhân. Rồi hiện tại là chuẩn bị tiếp theo là một cái đầm tiếp nha, cho nên là mấy chị yên tâm đi, em bán tới 10 cái đầm lận, 10 cái đầm với giá là 49k, cho nên là mình rất là dễ trúng, dễ mua đầm với giá rẻ, cho nên là mình nhanh tay, không có đầm này thì có đầm sau, không có đầm này thì có đầm sau, cho nên là mình yên tâm, cứ việc chia sẻ và comment giúp em là ok nha. Mình chia sẻ và comment giúp em là ok nha mình mấy chị nha. Rồi hiện tại là bây giờ em sẽ bắt đầu lướt. Mấy chị ơi, mình chia sẻ giúp em đi nha, không chia sẻ là không được tặng đâu nha. Nếu mà chị nào trúng mà lát nữa hệ thống của bên em kiểm tra mà mình không chia sẻ là không được áp dụng, cho nên là mình lưu ý nha. Rồi hiện tại là bây giờ em sẽ lướt chọn chị kế tiếp nha. 5 4 3 2 1. Rồi hiện tại á, là ngay cái tay á, của chị là Quỳnh Phan, chị Quỳnh Phan nha. Hiện tại là ngay chỗ của chị Quỳnh Phan nha, đây nha, ngay chỗ của chị Quỳnh Phan. Rồi chị Quỳnh Phan để lại giúp em mã số là số điện thoại khoảng trống F07 với chị Quỳnh Phan ơi, chị Quỳnh Phan này nha. Rồi số điện thoại khoảng trống F07 giúp em nha. Rồi chị Quỳnh Phan nè, rồi chuẩn bị một cái đầm kế tiếp nữa, cho nên là mấy chị yên tâm. Hiện tại là đầm lên liên tục, một cái mẫu sau là một cái váy xòe cực kỳ sang trọng cho mình luôn. Đặt váy sau là một cái váy xòe cực kỳ sang trọng luôn. Chị nào mà trúng thưởng rồi, chị nào mà được mua đầm với giá 49k rồi, thì mình ở lại livestream đi, lát nữa biết đâu mình là người mà tiếp theo là may mắn chung luôn ha, là được mua thêm một đầm với giá 49k nữa ha mấy chị ha. Đây rồi, cái đầm này không biết là lát nữa ai sở hữu nha, đầm này cực kỳ xinh luôn. Đầm này mấy chị chia sẻ giùm em trên 5 nhóm nha, chia sẻ trên 5 nhóm giúp em, không chia sẻ là bên em hủy luôn. Tại vì lát nữa bên em sẽ, hệ thống sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Hệ thống sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu mà chị nào không chia sẻ mà trúng thưởng là hủy luôn. Em nói trước hủy luôn, cho nên là mình đừng có ý kiến là tại sao mà chị trúng thưởng mà sao không có chốt hàng, gọi là báo chốt hàng cho chị, tại vì mình đâu có chia sẻ đâu ha mấy chị ha. 49k khoảng trống tên của mình nha, 49k khoảng trống. Chị ơi, chị Nguyễn Bích Phương nè, lấy sỉ để lại giúp em số điện thoại khoảng trống lấy sỉ nha, số điện thoại khoảng trống lấy sỉ nha. Rồi 49k khoảng trống tên của mình, hồi nãy giờ nhiều chị có để 49k không à, để 49k không á là bên em không áp dụng đâu nha. Em nói trước bên em không áp dụng cho những chị nào để 49k không kèm tên, phải 49k khoảng trống tên của mình. Rồi tiếp theo bây giờ em lướt tặng chị kế tiếp nha. 5 4 3 2 2 1. Rồi hiện tại á, cái tay em á, là ngay chỗ của chị á, là Huyền Trân công chúa. Rồi chị Huyền Trân công chúa nha. Rồi hiện tại là cái tay em á, ngay chỗ của chị Huyền Trân công chúa. Rồi chị... rồi hiện tại là chị Huyền Trân công chúa nè. Hả? Rồi chị Huyền Trân công chúa để lại giúp em là số điện thoại khoảng trống F02 nha. Số điện thoại khoảng trống F02 giúp em nha chị ơi. Rồi để lại liền nha, số điện thoại khoảng trống F02 nè. Rồi tiếp theo luôn, chuẩn bị qua một cái váy cực kỳ xinh nữa đây. Rồi chuẩn bị qua một cái váy rất là xinh nữa nha mấy chị nha. Đang chuẩn bị qua một cái váy cực kỳ xinh nữa đây, cho nên là mình nhanh tay. Thì bây giờ mình chia sẻ giúp em trên 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân giúp em nha. Chia sẻ giúp em trên 3 nhóm và 2 lần vào trang cá nhân mới được mua nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Huyền Trân rồi. Rồi nhanh tay nè mấy chị
nữa là một cái đầm body, một cái đầm body cực kỳ xinh nha mấy chị nha. Một đầm body sườn xám rất là xinh, cho nên là mình nhanh tay giúp em nè mấy chị ơi. Rồi nhanh tay nha. Hiện tại em thấy rất là ít lượt comment luôn là không biết sao ha. Mình nhớ là chia sẻ cho em đây ha, chị nào sẽ là chủ nhân sở hữu cái chiếc đầm này ha mấy chị ha. Chị nào sẽ là chủ nhân sở hữu cái chiếc đầm này, chia sẻ giúp em trên 5 nhóm nha. Chia sẻ giúp em trên 5 nhóm nha mấy chị ơi, chia sẻ giúp em trên 5 nhóm. Rồi, à, bây giờ em chị chuẩn bị lướt một chị kế tiếp. Chuẩn bị lướt một chị kế tiếp nha. Chị Quỳnh Phạm ơi, nãy là mình là chúng tập là 07 chứ phải 01 đâu. Rồi, nhanh tay nha mấy chị nha, 49k khoảng trống tên của mình. 49k khoảng trống tên của mình nha. Rồi, tiếp theo 5 4 3 2 1. Rồi, hiện tại là cái tay em ngay của chị là Nguyễn Thị Hà. Nguyễn Thị Hà. Rồi, chị tiếp theo là chị Nguyễn Thị Hà. Không muốn hả? Chị Nguyễn Thị Hà nha. Mấy chị ơi, mình đừng có để lại số điện thoại trước. Chị nào trúng thì mới được để lại số điện thoại. Không muốn. Số điện thoại khoảng trống S04 giúp em đây chị Nguyễn Thị Hà nha. Chị nào trúng mình mới để lại số điện thoại nha. Còn chị nào không trúng là không để lại số điện thoại giúp em. Không trúng là đừng có để lại số điện thoại. Không trúng mà mình để lại số điện thoại là bên em lock luôn á nha. Rồi, hiện tại là chuẩn bị cái đầm kế tiếp nữa đây mấy chị ơi. Rồi, hiện tại là chuẩn bị có một cái đầm xòe cực kỳ xinh luôn ha. Rồi, chị nào thích thì mình nhanh tay nha. Rồi, nhanh tay mấy chị ơi. Rồi, chuẩn bị là có cái đầm xòe kế tiếp nữa, cho nên là chị nào thích thì nhanh tay giúp em nè nha. Rồi, có đầm body luôn nha mấy chị ơi. Nếu mà chị nào mà không may mắn á, thì mình muốn mua đầm với giá rẻ á, thì mình nhanh tay ở lại livestream, tại vì lát nữa sẽ rất là nhiều mẫu mới về luôn. À, mình bán đầm cực kỳ rẻ cho mình nha. Rồi, mấy chị ơi nhanh tay nè, để lại giúp em 49k khoảng trống tên của mình nha. Rồi, một cái đầm cực kỳ xinh luôn. Bé Kiều gì, Kiều xinh đẹp nữa hả? Kiều đẹp quá hả? Rồi, à, rồi đây ha, một cái đầm rất là xinh luôn, đầm suông ha. Rồi, cái mẫu này là chị nào mà mặc á là xinh cực kỳ luôn á mấy chị ơi. Màu xanh nha. Rồi, mẫu này 55kg độ xuống vừa luôn á mấy chị ơi. Rồi, hiện tại là em chuẩn bị lướt đầm kế tiếp nha. Hiện tại là chuẩn bị lướt đầm kế tiếp đây nha mấy chị nha. Số điện thoại để lại giúp em là tên của mình và 49k. Tên và kèm 49k giúp em nha. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ chia sẻ giúp em đi. Chị nào không chia sẻ bên em không được tặng đầm đâu nha. Nãy giờ là hệ thống báo lên nè là chị Nguyễn Linh chưa chia sẻ nè nha. Nguyễn Linh chưa chia sẻ nha. Hiện tại hệ thống báo lên Nguyễn Linh chưa chia sẻ nha. Chị Như Quỳnh chưa chia sẻ luôn. Chị bé chị đâu rồi, Nhiệt Đới Tiết chưa chia sẻ luôn. Rất là nhiều chị chưa chia sẻ. Rất là nhiều chị chưa chia sẻ nha. Rồi, chị nào mà chưa chia sẻ không được chơi em nói trước. Chị nào mà không chia sẻ không được chơi. Chị nào chia sẻ mới được chơi nha, mới được trúng đầm nha. Rồi, bây giờ nha. Rồi, chị nào mà chia sẻ mới được trúng đầm nha. Bây giờ em sẽ lướt đầm kế tiếp nha. Em sẽ lướt đầm kế tiếp đây ha. Rồi, 5 4 3 2 1. Rồi, hiện tại là ngay chỗ của chị là Minh Long. Minh Long, chị Minh Long nha, chị Minh Long ơi. Rồi, 06 nha chị Minh Long, để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 06 nha chị ơi. Số điện thoại khoảng trống 06 giúp em nha chị Minh Long nha. Rồi, nhanh tay nè. Rồi, tiếp theo luôn, chuẩn bị tiếp luôn là một cái đầm nữa nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mình nhớ chia sẻ giúp em đi. Không biết sao nãy giờ là rất tụt view là không biết luôn. Thì chị nào mà không chia sẻ không được chơi đâu ha. Rồi, mình nhớ chia sẻ và comment là 49k khoảng trống tên của mình. Rồi, bây giờ là nếu mà còn mà 3-4 cái được lần rất là nhiều. Chị nào mà bây giờ mình chia lên, chia sẻ lên đó tới là S06 chị Minh Long ơi. Bây giờ mình chia sẻ giúp em á, mà lên là 320 view là em sẽ tiếp nha. 320 view em sẽ ra một mẫu đầm body cực kỳ sang luôn. 49k 320 view nha. Rồi, chuẩn bị ra một cái đầm body cực kỳ sang luôn, 320 view. Mình chia sẻ kêu gọi đi, còn không là em sẽ bán với giá gốc là 149k nha. Còn không là em sẽ bán với giá gốc 149k đó nha. Rồi, hiện tại là nhanh tay giúp em chia sẻ lên là 320 view là em sẽ
sẽ bán nằm với giá 49k tiếp tục, còn không là em sẽ bán nằm với giá gốc nha. Rồi đây một cái là body cực kỳ sang luôn, chất liệu của nó là chất đen nha. Đây là chất liệu của nó là chất đen nha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay nè, 320 view nha. Rồi 320 view giúp em nha. Rồi nhanh tay nè mấy chị ơi, em sẽ tặng bán cái đầm này với giá 49k nha. Hiện tại hệ thống báo lên chị Gắn Nguyễn chưa chia sẻ nè, chị bẹp anh mập chưa chia sẻ nha, chị bé mập ở Gắn Nguyễn với lại chị anh mập chưa chia sẻ giúp em nè nha. Rồi nhanh tay chia sẻ mấy chị ơi. Rồi 5 4 3 2 1. Rồi hiện tại cái tay em á ngay chỗ là chị gái họ Thông, gái họ Thông nha. Rồi bây giờ là gái họ Thông nha, chị nhanh tay để lại giúp em số điện thoại khoảng trống F06 cho mấy chị nha. F16 chứ, số điện thoại khoảng trống F16 giúp em nha chị ơi. Rồi hiện tại là em sẽ ngưng chơi mini game và bây giờ em sẽ bán đầm, em sẽ bán với giá là 129k một cái, 129k một cái, hai cái sẽ với giá là 99k nha, 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k nha. Rồi bây giờ mình nhanh tay này nha, mình mua đầm với giá rất là rẻ rồi. Chị nào mà đi ra ngoài là rất là phí, tại vì về rất là nhiều mẫu mới, về cực kỳ nhiều mẫu mới luôn. Cho nên là chị nào mà không chịu xong, chị nào mà không coi livestream hay là mình không đặt hàng nhanh là rất là phí luôn ha mấy chị ha. Rồi nhanh tay để lại liền giúp em nha. Mình cú pháp đặt hàng rất là dễ luôn. Số điện thoại khoảng trống, mã số đầm khoảng trống, màu và địa chỉ nha. Rồi. Rồi em giới thiệu cho các chị bộ đầu tiên nha. Bộ này mã số là 350. Chị nào lấy bộ đang mặc để lại giúp em là 350 cộng với số điện thoại địa chỉ nha. Bộ này mặc rất là dễ thương luôn. Đằng sau của nó sẽ là thiết kế như thế này nha. Rồi đằng sau sẽ có nơ và nó sẽ như vậy, rất là dễ thương ạ. Bộ này 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Chị nào lấy thì đặt hàng giúp em đúng cú pháp là 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nha, là em sẽ chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn. Thì cái này là một cái bộ liền các chị nha, đó nó liền như vậy ha, không phải là rời các chị nha, nó liền không phải là rời ha. Mã số là 350. Rồi chị nào lấy thì cho mình là 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nè. Thì hiện tại bộ này là chỉ còn hồi sáng là các chị đặt hàng rất là nhiều luôn á, cho nên là chiều nay chỉ còn đúng có vài bộ và em chốt cho vài chị thôi. Chị nào lấy thì mình đặt hàng luôn giúp em nha. Bên em bán đồng giá đó chị Nguyễn Hằng ơi, một bộ thì giá 129k, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ nha. Rồi rất là dễ thương ạ, 55 con đổ lại sẽ mặc vừa. Chị nào lấy thì mình đặt hàng là 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Thúy Phương với lại là chị Duẩn Lê đặt hàng không có số điện thoại và không có địa chỉ, bên em không chốt hàng được cho mình ha. Đặt hàng là phải có số điện thoại và phải có địa chỉ nên mới chốt hàng được cho mình nha. Rồi chị Bông Tuyết nhỏ cho em xin địa chỉ nha. Ok luôn ạ, bộ này 55 con đổ lại sẽ mặc vừa và rất là dễ thương luôn. Rồi chị nào không lấy thì rất là tiếc, tại bộ này thì mình có thể là mình mặc đi ăn uống dạo phố với bạn bè cực kỳ là xinh luôn các chị ha. 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa, bên ngoài của nó là lớp von nha, ở trên phần trên này là thun các chị nha. Em nói rồi, chị nào đặt hàng không đúng cú pháp là bên em sẽ không chốt ạ. Chị nào đặt hàng không đúng cú pháp bên em không chốt nha. Chị Trần Trang đặt hàng vậy là không ai chốt hàng cho mình đâu chị ha. Rồi em chốt hàng chị Phương Trần luôn. Chị Thúy Phương đặt bộ nào cho em xin đầy đủ cú pháp là phải có mã số nè, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi bộ này thì nói chung là bộ nào bên em cũng chạy hết, bán đồng giá nha. Một bộ giá 129k, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99k một bộ nha. Rồi bộ này thì 55 con đổ lại sẽ mặc vừa, chỉ có một màu duy nhất là mọi bộ em đang mặc. Chị nào lấy thì cho đặt hàng đúng cú pháp là mã số 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nha, là em lên đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn. Còn chị nào đặt hàng sai cú pháp là bên em không chốt hàng cho mình nha, hôm sau đừng có đòi em nha. Rồi chị Trần Trang cho em xin mã số đặt hàng nè. Huy Hoàng ơi, đặt hàng phải có mã số và địa chỉ nha, em nhắc đi nhắc lại. Cái cú pháp đặt hàng rất là nhiều luôn, mà các chị đặt hàng không đúng là bên em không có chốt nha. Hôm sau mình không có ai, không có hàng thì đừng có nói em nha. Đặt hàng là phải có mã số nè, màu, số điện thoại, địa chỉ nha. Và lưu ý là các chị đặt hàng trên line này rồi thì mình nhớ là giữ máy nha. Rồi mã số 350 này hiện tại chỉ còn đúng vài bộ và em chốt cho vài chị thôi, cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay luôn ạ.
Rồi, bên em bán đồng giá một bộ giá 129.000, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ nha. Hai bộ khác nhau cũng được luôn chị Phương, trời ơi, hai bộ khác nhau cũng được mà hai bộ giống nhau cũng được, cũng được giảm tiền là 99.000 một bộ nha. Một bộ thì giá 129.000 ha chị Lợi Vũ nha. Rồi ok, chị Thúy Phương 350 nè, chị Nguyễn Thị Khuyên đặt 350 cho em xin địa chỉ nha. Rồi ok, Nhật Hạ luôn. Rồi ok, xã Ngân luôn ha. Thì bây giờ em cứ đặt hàng đi rồi xong em mở mặt ra là dồn đơn, là bên chị sẽ dồn đơn cho mình luôn ha. Rồi em nhắc lại mã số là 350 ạ, 55 công đổi lại sẽ mặc vừa. Bộ này mặc rất là dễ thương luôn nha. Rồi, 55 công đổi lại sẽ mặc vừa nha. Chị Ngọc Thanh lấy bộ này thì chặt đặt hàng giúp em là 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nè. Mỗi đầm đều có mỗi mã số khác nhau, mà các chị đặt hàng không có mã số á là bên em không chốt được hàng cho mình. Và tránh trường hợp đặt sai mã số nha, đặt sai mã số bên em cũng bên em gửi cái sai hàng cho mình thì các chị đừng có kiện nha. Rồi các chị Nông Niệm luôn, em chốt đơn hàng cho mình 350 nha. 41kg là mặc quá đẹp luôn ha. Rồi Lê Hân bên em bán đồng giá, bên em bán đồng giá nha, một bộ giá 129.000, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ nha. Rồi chị nào lấy thì đặt hàng là 350 cộng với màu, số điện thoại và địa chỉ nè. Thì hiện tại bộ em đang mặc chỉ còn đúng là 6 bộ nữa thôi, chị nào lấy thì mình đặt hàng luôn, em chỉ còn chốt cho 6 số điện thoại nữa thôi, 6 số điện thoại đặt hàng bộ này là em sẽ hết hàng luôn á. Cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay nha, chứ để hết hàng rồi không có về hàng nữa, không có đặt được đâu nha. Bộ này mặc rất là dễ thương luôn ạ. 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa các chị ơi. Chị nào trong khoảng 55 cân đổ lại mặc vừa bộ này nha, chứ 60 cân là bên em không có đồ nè. Chị Lê Ngọc Trâm bên em bán đồng giá, chị đọc dòng ghim giúp em nha, bên em có ghim giá bên dưới đó. Ok, chị Nguyễn Thị Khuyên luôn 350 nha. Rồi còn đúng 5 bộ nữa thôi chị, em chốt cho 5 chị nữa thôi là em sẽ hết hàng luôn. Chị nào lấy thì mình đặt hàng nha, bộ này rất là dễ thương luôn. Mà giá của nó chỉ có 99.000 một bộ, khi mà các chị đặt mua 2 bộ trở lên thì rất là rẻ luôn các chị ha. Bộ này chỉ có 99.000 thôi, nhưng mà các chị đặt mua 2 bộ trở lên rất là rẻ luôn. Chị nào không thích mặc dài có thể đem cắt ngắn lên nha. Còn đúng 5 bộ cuối cùng về, chỉ sau 5 số điện thoại, 5 chị đặt hàng bộ này nữa thôi là em sẽ hết hàng luôn. Chị Hương Okita đặt hàng không có mã số, bên em không chốt được hàng cho mình chị nha. Miễu Huyền ơi, bộ nào cũng vậy hết, bên em bán đồng giá mà chị ơi. Bên em bán đồng giá nha, một bộ giá 129.000, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ nha. Trời ơi, chị Hồ Thu Thủy ơi, chị đặt hàng vậy là không có ai chốt hàng cho mình luôn á. Chị đặt hàng là phải có mã số sản phẩm nè, màu, số điện thoại, địa chỉ nha. Phần trên của nó là chất thun co giãn ạ. Phần trên là chất thun co giãn, còn phần dưới là con nha. Ship hàng toàn quốc chỉ có 30k thôi ha. Rồi bây giờ là em sẽ qua mẫu khác luôn. Đặt hàng bộ này, đặt hàng cho mình giúp em là 350 cộng với số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi đây ha mấy chị ha, tiếp theo luôn là một mẫu khác rất là xinh luôn. Thì cái này là áo rời và váy rời nha. Thì chị nào mà thích sexy á, mình kéo xuống một xíu là nó thành một cái set rời hở bụng. Và nếu mà chị nào không thích thì mình kéo lên nha, thành y như là nhìn một cái set liền luôn ha mấy chị ha. Mẫu này mấy chị mặc đi biển nè, đi chơi hoặc là đi ăn tiệc rồi cũng rất là xinh luôn. Cái mẫu này cực kỳ dễ mặc luôn ha. Gần tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi thì chị nào mình đang tính đi biển đồ này kia thì mình nhanh tay nha mấy chị nha. Đi biển đồ này kia lấy một bộ này về cực kỳ xinh luôn. Mẫu này 53kg đổ xuống vừa nha chị ơi. 53kg đổ xuống vừa cực kỳ xinh luôn. Chân váy của nó là chân váy xòe nha. Mấy chị có thể mặc cái áo này với những cái quần khác, hoặc là mà những cái chân váy khác, hoặc là mặc váy này với những cái áo khác cũng rất là ok nha mấy chị nha. Nói chung là cực kỳ dễ mặc luôn. Đây là áo của nó nha. Rồi thì mẫu này mã số là 345 nha mấy chị ơi. Mã số là 345. Chị nào thích mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 345, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Màu này là màu đen nha mấy chị nha, màu đen nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 345, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em, cực kỳ sang cho mình luôn. 52 53 hả? 52-53kg đổ xuống nha mấy chị nha, 53kg đổ xuống giúp em nha. Cực kỳ xinh cho mình luôn ha, một cái mẫu váy này nha. Rồi, màu này là chỉ có màu đen thôi nha chị ơi, chỉ có màu đen thôi. Chị nào thích mẫu này thì để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 345, khoảng trống màu và địa chỉ nha. 129k một bộ nha chị ơi, 129k một bộ. Khi mà mua 2 bộ chị với giá là 99k thôi nha. Rồi à, vậy hả, mình đặt lại cái like này giúp em nha.
Rồi ok chị Nguyễn Ngọc Nhi nè, 345 màu đen luôn. Em nói trước mẫu này chỉ còn có 5 cái nữa thôi. Chị nào lấy thì chị lấy nhanh tay liền giúp em, cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha. Rất là xinh luôn, cực kỳ dễ thương luôn. Cho nên là chị nào lấy thì nhanh tay nha mấy chị nha. Đây ở chất của nó là chất thun nha. Cái áo này mấy chị có thể là mặc với quần jean nè, quần sọc jean nè, quần dài nè, quần chân váy nè mấy chị ha. 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k. Mình coi dòng viên giúp em để biết giá tiền nha. Rồi mã số 345 nha. Rồi ok chị Montay nè, 345 đen. Ok chị Hồ Thu Thủy nè, 350. Rồi đây mấy chị ha, 345 nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền nha. Số điện thoại khoảng trống 345, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đây ạ, cực kỳ xinh, cực kỳ sang cho mình luôn. Chị nào không lấy là tiếc hùi hụi luôn á mấy chị ơi. Chị ơi, khi sáng em đặt một cái, giờ đặt nữa. Hồi sáng có người chốt hàng cho mình cho hai chị tiết sao ơi. Nếu mà đã có nhân viên chốt hàng rồi thì có nghĩa là không được tính với giá 99k nếu mà bây giờ đặt. Còn nếu mà hồi sáng mà chưa ai chốt hàng thì bây giờ mình đặt luôn vẫn được với giá 99k nha. Rồi, chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, 345 nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn. Cực kỳ xinh cái mẫu này luôn mấy chị ơi. Chị nào thích thì nhanh tay để lại liền nha. Đây ạ, 345 nha. Cực kỳ xinh luôn, đi tiệc, đi chơi, đi ăn uống, đi biển đâu này kia, gần tới lễ lọc rồi nữa. Mình lấy cái mẫu này về nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn cho mình nha. Rồi bộ này mã số là 346 nha. Đầm này kiểu như đầm công chúa, rất là sang luôn, mặc đi tiệc là tuyệt vời luôn ha. Mã số là 346. Chị nào đặt hàng nhớ cho mình là 346 cộng với màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi hiện tại bộ này có hai màu là màu đen với lại là màu xám nè. Thì chị nào thích màu nào thì mình đặt hàng màu đó các chị nha. Mã số là 346 về nhắc luôn. Chị nào đặt hàng không đúng cú pháp bên em không chốt hàng. Cú pháp đặt hàng rất là đơn giản, chỉ cần có mã số nè, số điện thoại và địa chỉ nha là bên em chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh. Rồi, còn chị nào đặt hàng mà không đúng cú pháp là bên em không chốt hàng cho mình luôn, em nhắc luôn nha. Rồi bộ em mã số là 346 ạ. Đồng công chúa rất là cân luôn. Hai bộ khác nhau cũng được luôn ha chị Nguyễn Thị Hà nha. Hai bộ khác nhau cũng được mà hai bộ giống nhau cũng được, cũng đều được giảm tiền hết. Cho nên là mình yên tâm luôn chị nha. Rồi bộ em có hai. Rồi 330 hả? 330 không? 330 hết hàng rồi chị ơi. Mã 330 hết hàng rồi nha. Phía trong của nó ở đây. Phía trong của nó là như thế này nha. Phía trong của nó là quần như thế này nha. Em vô lên cho các chị coi luôn. Đây ha, phía trong là quần nha. Cho nên là mặc sẽ rất là thoải mái luôn ạ. Đây có hai màu là màu xám với lại là màu đen đang mặc. Chị nào lấy thì đặt hàng giúp em là 346 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Chất liệu của nó là chất thun phối với ren ha chị Trần Trang nha. Chất thun phối với ren rất là sang luôn ạ. Hai màu, chị nào sờ mặc hay là muốn mặc cho nó sáng nha, mình lấy cái màu đen như là em đang mặc. Còn chị nào mà thích nổi bật hơn thì lấy màu xám như thế này nha. Mặc đảm bảo là siêu sang luôn. Và lai sao bên ngoài mình mặc cái phong dáng của nó y chang như vậy luôn ha. Rồi chị Kim Nguyễn đặt 346 cho em xin là địa chỉ nha. Có địa chỉ bên em chốt ở đơn hàng rất là nhanh luôn. Và nói luôn là các chị không phải lo nha. Các chị để địa chỉ và để số điện thoại trên này á, là bên em sẽ ẩn tin mình hết. Cho nên là không có ai thấy thông tin của mình làm phiền mình được đâu các chị nha. Rồi chị Oanh ơi, bên em bán đồng giá, chị đọc dòng phim giúp em nha. Bán đồng giá một bộ giá 129k. Mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ thôi. Và hai bộ khác nhau cũng được luôn các chị nha. Rồi các chị Quỳnh Phù Thủy đặt 346 màu đen luôn. Chị Trần Trân đặt 346 màu xám cho em xin số điện thoại và địa chỉ thì em mới chốt hàng cho mình được nha. Rồi chị Nguyễn Kim cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Nhiều chị đặt hàng không đúng cú pháp rất là nhiều luôn á. Các chị đặt, em nói luôn, những chị nào đặt hàng không đúng cú pháp bên em không chốt hàng cho mình đâu nha. Tại vì các chị đặt hàng trên line này rồi là sẽ có nhân viên gọi điện cho các chị và chốt đơn hàng. Nếu mà chị nào không nghe máy là bên em hủy đơn hàng nha. Nên là mình nhớ là để lại số điện thoại thì bên em mới chốt được đơn hàng cho mình. Tại vì bên em không có chốt hàng qua inbox các chị nha. Đầm đen em đang mặc mã số là 346 và nó có hai màu là màu xám với lại màu đen thế này đó chị Nhã Phương Linh ơi. Có hai màu nha. Chị đặt hàng giúp em là 346 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ ạ. À.
trang này đảm bảo rất là sang luôn. Chị nào sợ mặn hay là chị nào muốn mặc cho nó trắng da, cho nó sáng da thì lấy ngay cái màu đen này, tại màu đen thì rất là dễ mặc và rất là dễ phố đồ nha. Còn chị nào thích nổi bật hơn, thích lạ thì lấy cái màu xám này. Trong tủ đồ của mình mà chưa có cái màu xám này thì mình cũng lấy ngay luôn, tại vì nó rất là lạ mà mặc vào rất là sang, đảm bảo luôn, mặc đi tiệc là tuyệt vời luôn các chị nha. Rồi chị Võ Thị đặt 346 màu đen nha. Hiện tại màu đen còn đúng 2 bộ cuối cùng thôi. Chị Diệu Huyền ơi, em cao 1m65 và nặng 48kg, mặc như thế này chị nha. Thì bộ này 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Rồi, chị nào mà khoảng 1m65 là mặc chị trang em luôn, không có chênh lệch gì nhiều đâu. Mà chị nào không thích mặc dài mình có thể đem cắt ngắn lên luôn chị ha. Rồi, chị Oanh ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha, để cho em có đi nhắc lại rất là nhiều luôn. Là chị nào đặt hàng mà sao cứ phát bên em không chốt nha. Ok, bé xíu đặt 346 đen luôn. Rồi, hiện tại màu đen hết hàng rồi nha. Chị nào lấy màu xám thì cho em xin luôn ạ. Bây giờ em thử có màu xám cho mình coi luôn các chị nha. Rồi đi ha mấy chị ha, tiếp theo luôn là một mẫu đầu body cực kỳ sang luôn. Thì cái chất liệu của nó là chất thun cơ, còn cái cổ của nó là cổ vest nha mấy chị nha. Đây ạ, à, cổ của nó là hình dạng cả vest nha. Rồi cái mẫu này là chất liệu của nó là chất thun cơ, đằng sau có luôn khóa kéo cho mình ha mấy chị ha. Đằng sau có luôn khóa kéo, thì tay của nó là tay dài nha, cực kỳ sang cho mình luôn. Cái mẫu này là tầm 53kg độ xuống vừa luôn ha mấy chị ha, 53kg độ xuống vừa luôn. Đây ha, cực kỳ sang cho mình luôn. Chị nào đi tiệc tùng ha, mình rất sang trọng ha, mình có thể là mua một cái cham bông hoa hay là Chanel gì đó, mình đính ở phần bên hông ngực nha. Rồi chị nào mà mình gần tới lễ lập đồ ha, mình thích đi chơi nè, hay là mình đi Đà Lạt rồi này kia, đây ha, mặc cái này cũng rất là xinh luôn, rất là ấm luôn ha mấy chị ha. Chất của nó là chất thun luôn, cực kỳ mịn cho mình luôn. Chị nào thích mẫu này để lại liền cho em nha. Số điện thoại khoảng trống 346, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Thì cái mẫu này nó có hai màu cho mình lựa chọn nha mấy chị ơi, hai màu luôn. Và chất của nó cực kỳ mịn luôn nha. Mã số là 346 nha. Rồi ok chị Oanh nè, 346 màu đen luôn. Rồi hai màu luôn là màu đỏ và màu đen. Chị nào thích màu nào mình lấy màu đó liền giúp em nha. Màu này cực kỳ xinh luôn, hai màu nha chị nha. Rồi 129k một cái, hai cái chị Vi giá là 99k thôi nha. Mấy chị ơi mình coi dòng kim giúp em để biết giá tiền nha. Hai cái chị Vi giá là 99k một cái thôi. Đây nha, chất của nó là chất thun gân nha. Chất của nó là chất thun gân đây nha mấy chị nha. Mình coi dòng kim giúp em để biết giá tiền nha. Coi dòng kim mấy chị ơi. Rồi đây ha, mã số là 346, cực kỳ xinh luôn. Em nói trước, màu này chỉ còn có mỗi màu 5 cái thôi. Mỗi màu 5 cái, ai nhanh tay thì còn, ai chậm tay là hết. Mỗi màu 5 cái để lại giúp em. Số điện thoại, khoảng trống, mã số, khoảng trống màu và địa chỉ. Màu đen như chị Hoàng Thu là không ai chốt hàng hết. Để lại giúp em số điện thoại, khoảng trống, mã số, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đây ạ, à, đây nha mấy chị nha, cực kỳ sang luôn, màu đỏ và màu đen nha. Mỗi màu duy nhất còn 5 cái, chị nào lấy nhanh tay nha. 99k khi mà mua 2 đầm trở lên, 1 đầm sẽ giá là 99k nha chị nha. Mấy chị đặt dòng kim giúp em đi, 129k một bộ, 2 bộ chị với giá là 99k thôi nha. Rồi đây ạ, à, 346 nha, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. Đây, thì cái mẫu này mà chị nào không lấy là rất là phí luôn. Tại vì mỗi màu còn có 5 cái ha, cho nên là mình đặt thì mình nhanh tay về 20 cái mỗi màu mình bây giờ là hết rồi nha. Ê, mã số là 351 quá chị ơi. À, cái mẫu này là 351 quá chị ơi. Cái mẫu này là 351 nha, 351 nha. Rồi mấy chị ơi mình đặt lại mẫu này giúp em nha. Mẫu này là 351 nha mấy chị ơi, 351 nha. Rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 351, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Em báo lộn mã số ha. Chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 351 nha mấy chị nha, 351 nha. Em cao 1m50, 43kg 10 nha chị ơi, 43kg là 10 nha. Nếu mà chị nào lùn quá, thấp quá thì mình có thể là cắt lên giúp em nha. Rồi 346, chị nào thích mẫu này để lại liền giúp em nha. 351 nha, 351. Rồi nhanh tay để lại liền giúp em nè. Chất của nó là chất thun cực kỳ mịn luôn nha mấy chị nha. Chất của nó là chất thun. Rồi mẫu này là 54kg đổ xuống vừa luôn á chị ơi, 54kg đổ xuống vừa luôn nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, mã số là 351. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha. Rồi bộ này mã số là 346. Thì lúc nãy là em đã mặc màu đen rồi, bây giờ là em sẽ thử có màu xám cho mình coi luôn các chị nha. Có hai màu là màu đen với là màu xám, mà hiện tại lúc nãy là em mặc màu đen á. Mà các chị đặt hàng hết trơn
màu đen luôn rồi. Bây giờ chỉ còn có màu xám mình đang mặc thôi. Chị đã lấy thì mình đặt hàng luôn là 346 màu xám, số điện thoại và địa chỉ nha. Bộ em đang mặc màu xám này chỉ còn đúng 4 cái cuối cùng. Và em chốt cho 4 số điện thoại nữa thôi là hết hàng luôn á. Cho nên chị nào lấy thì mình nhanh tay luôn. Rồi chị Cảnh Minh lấy 346 màu xám nha, còn 3 cái cuối cùng các chị nha. Bộ này 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa, rất là sang luôn ạ. Rồi đầm công chúa này 52 cân đổ lại mặc vừa các chị nha, rất là sang luôn. Ngay phần trên của nó là ren nha, chất liệu của cái đầm này là thun ha, thun phối với ren và bên trong thì có một đùi luôn, cho nên là mặc sẽ không sợ bị lộ hàng nha. Có một cái lớp mom bên ngoài rất là dễ thương luôn ạ. Cái bộ này mặc rất là sang, mình đi tiệc ha, mang theo đôi giày cao gót đi tiệc thì sang vô cùng luôn nha. Rồi mã số là 346 và cái màu xám đang mặc hiện tại còn đúng 3 bộ cuối cùng. Chị nào đấy thì mình đặt hàng luôn là 346 cộng màu xám, số điện thoại và địa chỉ nha. Làm chốt đơn hàng cho mình trên line này luôn. Còn trên đặt hàng sai của Pháp bên em không chốt luôn ạ. Rồi xin chào chị Trang Hồ luôn nha. Kim Yến Nguyễn ơi, bên em bán đồng giá, một bộ giá 129k, mua 2 bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ thôi, rất là rẻ nha. Mua 2 bộ khác nhau cũng được luôn chị ha. Ok chị Nguyễn Kim Yến lấy 346 cho em xin là địa chỉ ạ. Có địa chỉ thì bên em chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn. Còn không có địa chỉ là bên em để sau và chốt sau nha. Chị Nhiên Nguyễn cho em xin số điện thoại địa chỉ đang nhắc lại luôn. Chị đặt hàng không đúng cú pháp bên em không chốt hàng nha. Mà nãy giờ các chị đặt hàng sai cú pháp quá giờ luôn. Các chị để lại mã số không à? Không có đi lại số điện thoại với lại địa chỉ gì hết trơn á. Các chị mà không đi lại số điện thoại và địa chỉ thì bên em không chốt hàng được. Tại vì bên em không chốt hàng qua inbox các chị nha. Bên em chỉ chốt hàng qua số điện thoại thôi. Rồi, chị Vi Nhật ơi, bộ này 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa nha. Rồi, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa nha. Mã số 346. Hiện tại màu xám này còn 2 bộ cuối cùng. Chị nào lấy thì đặt hàng là 346 cộng màu xám, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi, 346 cộng màu xám, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi, chị Diêu Nguyễn dồn đơn thì cho em xin là số điện thoại luôn ạ. Chị mà không đi lại số điện thoại thì máy tính nó không có nhận dạng được và nó không có dồn đơn được cho mình chị ha. Cứ đi lại số điện thoại đi là thằng máy tính nó thấy hai số điện thoại nó giống nhau á, nó sẽ tự động dồn đơn cho mình luôn chị nha. Bên em chỉ làm việc và chốt đơn hàng qua máy tính và qua số điện thoại thôi, không có chốt đơn hàng qua inbox, cho nên là chị nào đặt hàng mà đợi inbox là không có đâu các chị nha. Cho nên là có nhiều chị đặt hàng xong mà hỏi là tại sao không chốt đơn hàng cho chị á, là tại vì các chị đặt hàng sai cú pháp. Cú pháp đặt hàng rất là đơn giản luôn các chị ơi, là chỉ có mã số nè, số điện thoại là địa chỉ thôi, rất là đơn giản, ba cái rõ ràng chính xác, bên em chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh nha. Rồi mã 346 này mặc rất là sang luôn, thì lúc nãy đang mặc màu đen các chị đặt hết trơn luôn á. Ok chị Như Nguyễn luôn ha. Rồi ok chị Nguyễn Kim Yến, em thấy đơn hàng của mình, em thấy địa chỉ của mình rồi, bây giờ em qua khẩu luôn. Bộ này còn đúng một bộ cuối cùng nha, em chốt cho một chỉ thôi là hết hàng luôn. Chị nào lấy thì mình đặt hàng là 346 màu xám, số điện thoại và địa chỉ nha. Em nhắc đi nhắc lại, cú pháp đặt hàng rất là nhiều lần luôn mà chị đã đặt còn làm sai cú pháp nữa là bên em không chốt đơn hàng cho mình đâu nha. Và các chị mới vào chỉ biết giá thì động nhầm kim giúp em ha. Một bộ giá 129.000, mua 2 bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ thôi nha. Rồi đặt hàng là 346, bây giờ em qua mẫu luôn các chị nha. Rồi đây mấy chị ha, tiếp theo luôn là một mẫu set rồi, cực kỳ xinh luôn. Cái mẫu này là mới về thêm được mỗi màu vài bộ thôi, cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay. Tại vì về mẫu này là bao nhiêu là hết sạch bấy nhiêu luôn, cực kỳ xinh, cực kỳ size cho mình luôn. Chị nào mà thích mẫu này ha, mình lấy thì mình không bao giờ hối hận luôn ha mấy chị ha. Hay ạ. Rồi đây ha mấy chị ha. Rồi đây ha. Rồi đây ha mấy chị ha, cổ của nó là cổ vét nha. Đây ạ, cổ của nó là cổ vét như thế này nha. Tay của nó là tay khổi lưỡi luôn ha mấy chị ha. Và có ở phần bo ngay tay luôn nha. Rồi, mẫu này là set rời nha, là áo và kèm quần nha, cực kỳ sang luôn. Quần của nó là có túi luôn cho mình nha mấy chị nha. Quần của nó là có túi luôn cho nên cực kỳ sang cho mình luôn. Mẫu này áo đằng sau là có khóa kéo nha. Áo ở đằng sau có khóa kéo nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này mấy chị có thể mặc áo với những cái váy khác, hoặc là chân váy, hoặc là set hoặc là quần ôm hay là quần jean gì đó cũng rất là xinh. Còn quần thì có thể là mình mặc với những cái áo khác nha mấy chị nha. Đây ạ, mẫu này mã số là 251 thì nó có hai màu cho mình lựa chọn nha mấy chị nha. Đây ạ, mẫu này 54kg đổ xuống vừa luôn á mấy chị ơi. 54kg đổ xuống quần lưng thun mấy chị ơi, quần lưng thun nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy bộ này để lại giúp em số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đây có cả màu trắng luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, có màu trắng luôn, cực kỳ sang. Đằng sau có khóa kéo, mấy chị có thể mặc áo này với những cái quần khác.
mình có thể mặc áo này với những cái quần khác luôn, hoặc là quần này với những cái áo khác, áo này các chị mặc với quần jean nè, quần chân váy ôm nè, chân váy xòe, hay là những cái quần mà sọc jean hay là gì đó ha, cũng rất là xinh luôn. Đây là màu trắng nha các chị nha, đây là màu trắng đằng sau có khóa kẹo luôn, rất là sang cái mẫu này luôn nha. Chị nào thích mẫu này để lại liền cho em nha, số điện thoại hoàng trống 251. Em nói thật, cái bộ này là mấy chị lấy hai màu luôn, màu trắng và màu đen, mình về mình dùng rất là nhiều tiền mấy chị ơi. Đó, một tiền thì mình mặc màu trắng, tiền thì mình mặc màu đen, rất là sang, cực kỳ xinh luôn. Ok, chị Phương Mai 251 đen luôn. Chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, tay của nó là tay phổ lưỡi nha mấy chị nha, đây ạ. À, tay của nó là tay phổ lưỡi nha mấy chị nha. Rồi, chị nào là 251 mấy chị ơi, mã là 251 nha. Chị nào lấy mẫu này để lại liền cho em nha, số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Thì một lát nữa em sẽ mặc màu trắng lên cho mình coi luôn nha mấy chị ơi. Màu trắng cực kỳ sang luôn, em nói thật, hai màu quần nào mặc cũng sang hết. Áo thì mình có thể phối với những cái quần khác, hoặc là những cái chân váy khác, hoặc là quần mình có thể mặc với những cái áo khác nha mấy chị nha. Rồi, em đọc mã số từ nãy giờ luôn á chị ơi, mã số là 251 nha. Rồi ok chị Lệ, ok chị Phương Mai luôn nè, 251 luôn. Rồi chị hả? Rồi ok chị Lệ Quyền ơi, mình để lại nha. Rồi ok chị Lệ Quyền 251 ha. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, mã số là 251. Rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha, số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, màu và địa chỉ nha. Chị không chị ơi, shop 99 là riêng nha. Ok chị Thủy Minh 251 đen luôn. Rồi ok chị Thủy Minh nha. Rồi, chị nào lấy mẫu này nữa để lại liền giúp em nha, số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, màu và địa chỉ nha. 129k một bộ, hai bộ chị với giá là 99k thôi nha mấy chị nha. Hai bộ chị với giá là 99k thôi, cực kỳ sang cho mình luôn ha mấy chị ha. Đây ạ, kèm túi luôn, quần của nó là quần lưng thun kèm cả túi luôn cho mình nha. Quần lưng thun kèm cả túi luôn. Cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay nha, đây nha mấy chị nha. Rồi ok, chị Kim Nguyễn là 251 màu đen luôn, quần lưng thun và kèm cả túi luôn cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc thử màu trắng nha, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi, em sẽ mặc thử màu trắng màu trắng cho mình nha. Rồi nhanh tay nha mấy chị ơi, nhanh tay nha. Rồi chị nào mà lấy mẫu này thì để lại liền giúp em, số điện thoại khoảng trống 251 nha. Rồi 251, bây giờ em mặc thử màu trắng nha. Rồi của em mã số là 334 các chị nha. Chị Nguyễn Hằng ơi, mẫu bên em chị free size 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa nha. Rồi một bộ sim rất là dễ thương luôn ạ. À, chị nào thích nhẹ nhàng dễ thương, dễ thương baby cute thì lấy cái bộ này nha. Rồi mã số là bộ này mã số là 334 các chị nha, đặt hàng là 334 cộng với màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Thì bộ đang mặc rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương luôn, mặc sao bên ngoài form dáng y như vậy luôn. Và bên em bán đồ chuyên bỏ sỉ với những shop khác, cho nên là bên em bán đồ rất là đẹp luôn các chị nha. Những chị nào vào trong mình như vậy như trên á, là như đó là muốn phá shop thì các chị đừng có quan tâm các chị nha. Rồi bộ em mã số là 334 ạ, có hai màu là màu hồng với lại là màu đen. Chị nào thích nhẹ nhàng dễ thương lấy màu hồng như em đang mặc, còn chị nào mà sợ mặc hay là muốn mặc cho trắng da thì lấy màu đen các chị nha. Đây mã số là 334 ạ. Chị nào đặt hàng cho em xin cú pháp đặt hàng là 334 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Áo đắp chéo là áo nào Long Trinh ơi? Rồi hai màu đây là màu đen với lại màu hồng nha, bộ sơ mi đùi rất là dễ thương ạ. À, chị Lan Lan ơi, vòng eo dưới 73 mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn nha. Đằng sau có thấp nơi như thế này rất là dễ thương luôn ha. Bộ sơ mi bèo bèo trước ngực, bèo hai tuần cực kỳ dễ thương, và ngay cái phần eo của nó thì có một cái thun á, cái thun nó bo lại. Rồi 52 con đổ lại mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn, em nhắc lại, em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần luôn ha chị Lan Lan nha. Rồi của em mã số là 334 ạ. Chị nào đặt hàng thì đặt hàng đúng cú pháp cho mình giúp em là 334 cộng với màu, số điện thoại và địa chỉ nha. 55 con đổ lại mặc vừa bộ này, thì bộ này chất liệu của nó là chất thun và bạc vai rất là dễ thương, một bộ dân đùi các chị nha, chất liệu của nó là chất thun ha. Rồi đằng sau là có khóa kéo nè, chị Lai bé đặt hàng cho em xin là số điện thoại và địa chỉ nha. Đặt hàng có số điện thoại và có địa chỉ bên em cứ đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn. Thì các chị mình nhanh tay đặt hàng nha. 55 con đổ lại mặc thoải mái vô tư luôn, bộ dung đùi này nhẹ nhàng dễ thương kinh khủng luôn các chị nha. Mặc ở nhà cũng xinh, hay mặc ra ngoài ăn uống dạo phố cà phê với bạn bè á, cực kỳ là dễ thương luôn ha, mà nó rất là mát luôn ạ. À, chất liệu là thun thoáng mát
nha. Hai màu là màu đen với lại màu hồng nha. Mã số là 334 nè. Chị nào đặt hàng thì đặt hàng giúp em. Cho mình là 334 cộng với màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Đúng rồi, cái này là quần liền, chị không tên ơi. Cái bộ này là liền với nhau nha. Đây, bộ zoom liền với nhau nha. Liền với nhau ha các chị yêu ha. Ngay phần eo của nó có bao thun lại nè. Chị Nguyễn Tiên ơi, bên em bán đồng giá hết luôn á, mẫu nào cũng chỉ có một giá à. Cho nên là chị đọc dòng ghim giúp em nha. Bên em có ghim giá bên dưới, một bộ giá 129.000, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ thôi, rất là rẻ luôn. Hai bộ khác nhau cũng được luôn các chị em nha. Rồi chị Nguyễn Thị Thu Sương đặt 334 màu đen cho em xin là số điện thoại và địa chỉ nè. Đặt hàng đúng cú pháp là mã số sản phẩm cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Đặt hàng sang cú pháp bên em không chốt hàng, tại vì bên em chỉ chốt hàng qua số điện thoại thôi, là sẽ có nhân viên điện thoại cho mình để chốt đơn hàng. Chị nào mà không để lại số điện thoại là bên em không chốt hàng nha. Bên em đặc biệt không chốt hàng qua inbox luôn các chị nha. Rồi chị không tên, em thấy số điện thoại của mình rồi, chị cho em địa chỉ luôn chị ha. Bên em sẽ ưu tiên chốt hàng cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ nha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Thị Thu Sương rồi nha. Mã số 334 này hai màu đằng sau thích nơi như vậy, rất là dễ thương luôn ạ. Chị nào không thích thắt nơ này thì mình chỉ cần là đem ra thợ may người ta mở hai dây nơ này ra thôi nha. Rồi chị Nguyễn Thị Thu Sương, em thấy đơn hàng của mình rồi nha, cho em xin địa chỉ luôn chị yêu ha. Bên em sẽ chốt đơn hàng nhanh nhất thì những chị nào đặt hàng có địa chỉ à. Những chị nào đặt hàng không có địa chỉ bên em để sau và chốt sau luôn nha. Cho nên là mình đặt hàng thì mình để lại địa chỉ luôn giúp em nha. Rồi mã số 334 này 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Chất liệu của nó là chất thun rất là thoáng mát, mặc co giãn thoải mái cực kỳ luôn. Chất vải là chất vải thun nha chị Nguyễn Tiên nha. Rồi Uyên Nhã Võ, em thấy đơn hàng của mình rồi, cho em xin địa chỉ nha. Chị Võ Thị cho em xin địa chỉ luôn. Đây, chất liệu là chất thun, mặt thoáng mát và mặt rất là dễ thương nha. Màu hồng này chị nào thích nhẹ nhàng dễ thương mình lấy cái màu hồng này, còn chị nào thích màu đen mình lấy màu đen các chị nha. Chị Lan Lan bên em bán đồng giá, mẫu nào cũng chỉ có một giá thôi, một bộ giá 129.000, mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99.000 một bộ chị nha. Bên em bán đồng giá cho nên là mình đừng có hỏi một mã này giá nhiêu mã kia giá nhiêu, chị ha. Bán đồng giá có nghĩa là bán một giá đó. Rồi mã số 334 bây giờ em qua mẫu luôn nha. Hai màu là màu hồng với lại màu đen nha. 55 con nữa là sẽ mặc vừa. Chị nào lấy thì cho mình giúp em là 334 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ ha. Rồi đây mấy chị ha, tiếp theo luôn thì hồi nãy là rất là nhiều chị là kêu em mặc màu trắng ha, thì bây giờ em mặc màu trắng luôn. Thì cái mẫu này là màu đen hay màu trắng, màu này cũng rất là xinh tại vì cực kỳ sang luôn. Cổ của nó là cổ vét, tay của nó là tay lưỡi nha chị nha. 251 giá là đồng giá hết nha chị nha, 99k khi mà mua hai cái trở lên nha. Một cái với giá là 129k, hai cái sẽ với giá là 99k nha. Rồi đây nha, 251 đây ha mấy chị ha, đây là màu trắng nha. Thì hồi nãy em mặc màu đen rồi, cái bộ này mấy chị lấy hai màu luôn đi, tại vì có 99k một cái thôi, hai cái thì chị có là 198k thôi, rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Đây nha, kèm áo và kèm luôn cả váy cả quần cho mình nha mấy chị nha. Kèm áo và kèm luôn cả quần cực kỳ sang luôn. Tay của nó là tay lưỡi nha. Chị Trang Nail ơi, mình để lại cho em số điện thoại, số điện thoại khoảng trống 251 giúp em nha. Chị để 251 không là bé không có chốt được hàng đâu. Ship Bình Chánh 30k nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào đặt mẫu này để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Chị ơi, chị đặt 251 cái chị ghi đen vậy là không ai chốt được hàng cho mình hết trơn mấy chị ơi. Rồi eo 90 không vừa đâu chị ơi. Em 90 không vừa nha. Rồi mã số là 251 nha. Chị nào thích mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Hai màu nha, là bộ là màu đen màu trắng nha. À chị ơi, bên em có ghi nhầm ghim bên dưới á. Chị ơi mình coi nhầm ghim giúp em nha. Nãy giờ là bên em có ghi nhầm ghim nhưng mà em nói giá liên tục luôn á ha. 49kg vừa chị ơi, là mẫu này 54kg độ xuống vừa luôn ha. Rồi mã số là 251, chị nào lấy để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống mã số, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Rồi ngoài thành là 30k đồng giá tất cả tỉnh luôn chị ơi. Rồi mã số, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Mình lấy, chị ơi, chị Hồng Thơ ơi, chị ghi là mình lấy, bên đây không biết mã số nào hết trơn á chị ơi. Chị để lại giúp em số điện thoại khoảng trống mã số, khoảng trống màu nha chị ơi. Số điện thoại khoảng trống mã số, khoảng trống màu nha. Rồi rồi đây nha mấy chị nha, đằng sau là có khóa kéo, cái áo là có khóa kéo và quần của nó kèm cả túi luôn nha. Rồi ok chị Võ Thị nè, 251 đen luôn. Rồi màu trắng, màu đen, màu nào cũng sang hết đó mấy chị ơi. Tay của nó là tay lưỡi nha, và cổ của nó là cổ vét cực kỳ sang luôn. Quần của nó là có túi cực kỳ xinh, mẫu này luôn rất là sang, đi tiệc đi chơi đi ăn uống với bạn bè cũng được luôn nha.
Chị ơi, bên em không có chết inbox. Chị ơi, em nói rồi, nãy giờ em nói luôn á là mình đặt để lại giúp em là trên livestream này. Bên em không chết inbox thì chị Trang nghe nha. Và hồi nãy là mình cũng không có đặt đúng cú pháp luôn. Cho nên là không có chốt được cho mình đâu ha chị ha. Rồi quần rời nha, chị Võ Thị ơi, mình để lại giúp em số điện thoại. À, chị Võ Thị có số điện thoại rồi. Chị Hồng thôi. Chị ơi, mình để lại giúp em số điện thoại. Chị ơi, chị Hồng Thơ, tại vì em nhắc mình rất là nhiều luôn ha chị Hồng Thơ ha. Để lại giúp em số điện thoại, mã số, màu và địa chỉ. Cái mấy chị để là 251 màu trắng, 251 màu đen không là không ai chốt hết. Em đảm bảo luôn, không ai chốt được cho mình hết. Là đến khi mà không có hàng, cái mấy chị lên là chửi tụi em là không có được nha. Rồi. Rồi à. Rồi, chị nào lấy mẫu này để lại liền nha. Số điện thoại khoảng trống 251 giúp em nha. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Hà là 251 trắng đó. Mấy chị ơi, mình đặt dư chị Nguyễn Thị Hà giúp em. Mình đặt đúng cú pháp và đầy đủ cú pháp cho chị Nguyễn Thị Hà giúp em. Hồi nãy rồi rất là nhiều chị đặt sai cú pháp luôn. Rồi, rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em cho mấy chị nha. Cực kỳ sai cho mình cái mẫu này luôn ha. Rồi, ok, chị Diễm Phúc là 251 trắng. Rồi, chị nào lấy mẫu này nữa để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống, hạ số, khoảng trống màu và địa chỉ. Thì hồi nãy em mặc đen rồi, bây giờ em mặc trắng luôn. Tại vì cái mẫu này cực kỳ sai cho mình luôn. Mấy chị mặc đen hay trắng như màu nào cũng xinh hết đó mấy chị ơi. Đen hay trắng là màu nào mấy chị mặc cũng sang hết. Cho nên là mấy chị thoải mái vô tư lựa chọn luôn. Không thì mình lấy hai bộ luôn, mình về mình mặc ha, rất là nhiều lễ luôn, rất là nhiều tiền nữa. Cho nên là mình ok, yên tâm thoải mái luôn. Mà chỉ có 99.000 thôi nha. Rồi, chị nào lấy mẫu này nhanh tay giúp em nha. Rồi ok, chị Phương Mai nè. Rồi 251 trắng luôn. Mình đừng có đổi nhiều quá nha. Đổi nhiều quá là bên em không chốt được hàng đâu nha. Rồi ok, chị Anh Ánh là 251 trắng. Rồi 129k một bộ. Hai bộ chị với giá là 99k một bộ. 54kg độ xuống vừa nha chị ơi. Chị ghi đen mà nãy giờ em nói rất là nhiều luôn. Chị ghi đen không là không ai chốt hàng cho chị đâu. Chị Hoa Kiều thôi nha. Hoa Kiều gì nè, chị ghi đen không, không ai chốt được hàng hết. Ok, chị Hồng Thơ là 251 trắng. Rồi, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 251, khoảng trống màu và địa chỉ. Hai màu là trắng và đen nha. Trắng và đen nha mấy chị nha. Rồi, chị nào lấy thì nhanh tay nha mấy chị ơi. Rồi, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha. Rồi, bộ sim này mã số là 343. Các chị ha, có hai màu là màu đen với lại là màu cam. Mã số là 343. Thì cái bộ sim đồ này rất là dễ thương luôn. Tay của nó là tay lê như vậy nha. Rồi, tay lê rất là trẻ trung và rất là dễ thương ạ. Mã số là 343. Thì bộ này là có hai màu cho mình lựa luôn, là màu đen với lại là màu cam nha. Màu cam rất là nổi luôn. Chị đã thích nổi nổi mình lấy ngay cái màu cam này nha. Màu cam này là cực kỳ nổi luôn á. Còn màu đen này thì dễ mặc hơn, là tại vì nó rất là dễ phối đồ cũng như là dễ mặc luôn. Tại vì mặc vô thì nó ốm người hơn các chị nha. Mã số là 343, 52 cung đổ lại sẽ mặc vừa bộ sơ đùi này. Đằng sau là có khóa kéo nha. Tay le rất là dễ thương luôn nè các chị ơi. Đây, tay le rất là trẻ trung, rất là dễ thương nha. Đằng sau là có khóa kéo và chất liệu của nó là chất thun co giãn á. Chất thun co giãn cho nên là mặc vào sẽ rất hoạt động co giãn thoải mái. Bên em là free size luôn á chị Loan ơi. Free size 55 cung đổ lại mặc vừa chị ha. Vòng em chị nào dưới 73 mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn. Rồi em nhắc lại mã số 343 nha. Hai màu là màu đen với lại màu cam nha. Lấy màu nào thì đặt hàng là 343 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ ạ. Cái này là liền luôn chơi, em cầm luôn này chơi. Này em cầm là các chị thấy rõ luôn ha. Cái này là liền nha, cái này là bộ zoom liền nha. Đây, bên dưới của nó là quần đùi nha. Còn bên trên, đây cái này là bộ zoom liền vậy ha. Mã số 343, hai màu là màu cam với lại màu đen. Chị nào lấy đặt hàng thì comment giúp em là 343 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ này là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị nhanh và liền luôn. Các chị đặt hàng thì mình nhanh tay nha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Bộ này rất là tôn dáng, đằng sau là có khoan kéo thế này nha. Rồi, bộ này rất là tôn dáng luôn ạ. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa các chị nha. Chất liệu thun co giãn rất là thoải mái luôn ạ. Mặc rất là mát luôn. Rồi, chị Phương Mai lấy màu đen cho em xin địa chỉ nha. Em nói luôn là bộ này và bộ sau nữa là bên em offline rồi. Qua hai mẫu nữa bên em offline cho các chị nhanh tay nha. Mình đặt hàng thì mình nhanh tay luôn. Mẫu này mẫu sau nha.
mét 62, 56kg mà vòng eo của mình dưới 73 là mình sẽ mặc với chị Lan nha. Nói chung là chị nào số ký không quan trọng, vòng eo dưới 73 sẽ mặc với hết tất cả các mẫu bên em các chị ha. Rồi mã số 343 này, bộ zoom đùi này rất là xinh luôn ạ. Tay Lan trẻ trung nha, hai màu nổi bật cho mình luôn là màu cam với lại màu đen. Màu cam này thì chị nào thích nổi, thích chơi nổi thì lấy cái màu cam này ha. Còn màu đen này thì mặc nó sẽ ốm hơn với lại mặc trắng da hơn nè. Một bộ thì giá 129.000, còn mỗi chị mua hai bộ á là bên em giảm cho mình là còn 99.000 một bộ thôi chị nha. Rồi chị Hương Lê Thanh lấy 343 màu đen cho em xin là địa chỉ nè. Rồi em thấy đơn hàng của chị Bethany rồi nha. Chị Nguyễn Kim Yến ơi, em không thấy comment của mình. Nếu mà chị muốn đặt hàng thì mình cứ đặt hàng đúng cú pháp là hệ thống của em bên dưới á là sẽ lấy số điện thoại của mình và sẽ lên đơn hàng cho mình chị nha. Không cần em phải chốt, chị cứ đặt hàng đúng cú pháp đi là mình sẽ có đơn hàng thôi chị nha. Được luôn chị Diễm Phúc ơi, mua hai mẫu khác nhau cũng được mà hai mẫu giống nhau cũng được giảm giá còn có 99.000 một bộ. Zoom ống rộng là lúc nãy em mặc rồi á chị ơi. Rồi chị Sương em ơi, bên em bán đồng giá nha, chị đọc dòng ghi giúp em đi ạ. Bên em có ghi giá bên dưới đó, đây hai màu mã số 343 nha. Rồi chị Tina Lâm lấy 343 màu đen ha, đây đằng sau là có băng kéo ạ. Bộ này tay Lan rất là đơn, rất là trẻ trung luôn, rất là xinh nha. Hai màu là cam với màu đen nha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa, vòng eo của mình dưới 73 là các chị mặc rất là xinh nha. 60kg bên em không có hàng chị ơi, bên em chỉ từ 55 cân đổ lại thôi mới mặc vừa nha. Và quan trọng là các chị vòng eo của mình dưới 73 là mình sẽ mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn. Tối đa 73 thôi các chị nha, vòng eo tối đa 73 thôi là mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em. Tại bên em là free size, không có xe lớn xe nhỏ ha. Không có đồ ngủ gì ơi, bên em làm gì có đồ ngủ gì ơi. Chị Hạ Vy ơi, bộ này bộ sau là bên em off ra rồi, không có mặc lại được chị nha. Rồi mã số 343, chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay luôn. Chiều nay 3 giờ bên em còn live tiếp, cho nên là chị nào mà bây giờ mình chưa có đặt hàng được thì chiều nay 3 giờ các chị vào xem live tiếp và mình đặt hàng tiếp giúp em các chị nha. Đúng rồi chị Phương Mai nha, mua một bộ thì giá 129k, chị mua hai bộ trở lên bên em giảm cho mình chỉ còn là 99k một bộ nha. Hai bộ khác nhau cũng được luôn à. Rồi 343 hai màu nha, 54kg với 56 mặc ok luôn. Rồi bây giờ em qua mẫu cuối cùng về em offline luôn nha. Chị nào lấy thì mình đặt hàng luôn là mã số 343 cộng màu cam hoặc là màu đen cộng với số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi đây mấy chị ha, tiếp theo luôn là một mẫu váy công chúa rất là xinh luôn ha, đây mấy chị ha. Rồi cái chất của nó là chất ren nha mấy chị ơi, cái chất của nó là chất ren và mẫu này đằng sau là có khối lửa, có khóa kéo. Thì cái này là lưỡi 3 tầng nha mấy chị nha, ren 3 tầng luôn, cực kỳ xinh luôn, cực kỳ công chúa luôn cho mình ha. Chị nào thích công chúa thì nhanh tay lấy cái mẫu này liền nha. Thì mẫu này là 52kg đổ xuống giúp em, vòng em với 72 nha. 52kg đổ xuống vòng em với 72 giúp em. Thì mẫu này nó có hai màu là màu trắng và màu đỏ cho mấy chị nha. Hai màu là trắng và đỏ thì chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha. Mã số là 349 nha mấy chị ơi. Hai màu trắng và đỏ màu nào cũng xinh hết. Chất ren của nó cực kỳ mịn luôn nha. Chất ren rất là mịn luôn. 349 chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nè ha. Rồi hiện tại mẫu này chỉ còn có vài cái thôi, cho nên là chị nào thích thì nhanh tay đặt hàng liền, còn không là cháy hàng luôn mấy chị ơi, là không còn ở đâu bỏ nữa đâu ha mấy chị ha. Rồi đây màu đỏ đây, 45kg đảm bảo vừa luôn nha chị nha, 45kg đảm bảo vừa nha. Đây đỏ đây nha chị ơi, đây màu này cũng xinh hết. Chị nào thích trong trắng một xíu thì mình lấy màu trắng giúp em, thích như công chúa thì mình lấy màu trắng, còn chị nào thích nổi bột, thích nổi bột hơn một xíu thì mình lấy màu đỏ nha. Đây là màu đỏ đây nha mấy chị nha, đây là màu đỏ nha. Đây, đó, thì mấy chị thích màu nào mình lấy màu đỏ giúp em nha. Màu đỏ và màu trắng màu nào cũng xinh hết, màu nào cũng cực kỳ sang. Mã số là 349, chị nào lấy mẫu này nhanh tay giúp em nha. Mẫu này nữa là sở hữu livestream cho chị ơi, còn chị muốn coi thêm mẫu á, mình vào live lúc 3:30 giúp em nha. Rồi, 349, chị nào thích mẫu này, chị Phương Mai ơi, để lại giúp em mã số chị ơi. Mã số 349, số điện thoại và trắng giúp em. Chị để trắng hoặc là không ai chốt hàng hết. 40kg được vừa nha chị ơi, em nói rồi, mẫu này là từ 50-52kg đổ xuống là vừa. Có nghĩa là mình trong phạm vi từ 40-52 là vừa nha. Rồi, nhưng mà mình phải để lại giúp em là số mã số đậm nha chị ơi. Không có mã số đậm bên em đâu có biết đậm nào đâu. Hồi nãy giờ qua rất là nhiều màu trắng luôn, cho nên là mình phải để lại giúp em mã số và màu. Không cần để lại điện thoại, nhưng mà mình phải để lại số và màu giúp em. Đây ạ, 349 nha mấy chị nha, hai màu, màu trắng và đỏ. Chị nào lấy màu nào thì mình nhanh tay đặt hàng
liền giúp em để bên em chốt hàng cho mình luôn. Tại vì cái mẫu này là mỗi màu chỉ cần có 3 cái cuối cùng nữa thôi. Chị nào đặt thì nhanh tay hồi sáng về 20 cái là hết sạch luôn mấy chị ơi. Về 20 cái là hết sạch luôn. Rồi ok chị Phương Trần nào 349 trắng luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa để lại liền giúp em nha. Em nói trước mẫu này chỉ còn có vài cái thôi. Chị nào không đặt cực kỳ hữu cho mình luôn á mấy chị ơi. Đây là màu đỏ nha, màu đỏ và màu trắng nha. Rồi ok chị Phương Mai nào 349 trắng luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay nha mấy chị ơi. Thì hiện tại là bên em đang giảm giá cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay nha. Đúng rồi, mua 2 cái được giảm với giá là 99k một cái nha chị ơi. 99k một cái nha. Rồi chị nào lấy mẫu này thì để lại liền giúp em nha. Số điện thoại và số màu và địa chỉ nha. Cực kỳ xinh cho mình luôn ha, rất là xinh luôn. Y như công chúa luôn ha mấy chị ha. Mặc màu này vô là y như công chúa luôn. Rồi nhanh tay nha. Rồi ok chị Lan Nguyễn 349 trắng. À bây giờ em không mặc đỏ được nha chị ơi. Like 3:30 em sẽ mặc đỏ nha. Rồi nhanh tay em sẽ cho mình 1 phút nữa là để đặt hàng nha. 58kg họ không còn đầm nào chị ơi, 58kg là không mặc được vừa mẫu đầm bên em nha. Rồi chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em nha. Số điện thoại thì chống 349 nha. Rồi ok chị Lan Lan 251 luôn trắng. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay để lại liền nha. Số điện thoại thì chống 349, thì chống màu và địa chỉ nha. Chị nào đặt đúng cú pháp bên em chốt hàng cực kỳ nhanh luôn. Không đúng cú pháp bên em không chốt hàng nha. Không đúng, không đầy đủ cú pháp, không có số điện thoại, không có mã số bên em không chốt hàng được cho mình. Ít nhất là mình phải có giúp em mã số, số điện thoại giúp em nha. Rồi chị nào lấy nữa nhanh tay nha. 349 nha mấy chị ơi. 349 nha. Rồi ok chị Thủy Thanh Thủy Ly Võ nè, 349 trắng. Chị Thu Bích Trần ơi, màu đen màu đỏ nha. Mình để lại giúp em số điện thoại mã số màu. Hồi nãy em mới nói xong luôn á chị ơi, mình để lại giúp em số điện thoại mã số màu nha. Để lại vậy cho em hai cái là không ai chốt hàng được cho mình hết, em nói thật. Rồi chị nào lấy để lại liền giúp em nha. Em mới nói xong rồi ha. Rồi nhanh tay đặt hàng lại liền nha. Rồi bây giờ em sẽ off live stream luôn. Cho nên là chị nào mà không đã thì có thể là mình muốn coi lại mẫu thì 3:30 mình vào lại live stream giúp em nha. 3:30 là bên em sẽ có một live nữa. Mình bấm vào shop xin hao theo dõi giúp em để khi nào mà sắp xin hao á là ok like thì mình coi giúp em nha. Rồi ok chị nha. Rồi nhanh tay bây giờ em ở off live stream, hẹn gặp mấy chị vào lúc 3:30 nha.